Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Podcast Multi. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây bọn này sắp hết máu rồi nhỉ? Mình có nên tăng máu để cho nó đánh nhau không? Mình đã vừa đánh nhau ở phía trên này rồi. Mình đang muốn xuống phía dưới để lấy cái cuộn dây thừng một chút. Đây, đấy là cuộn dây thừng rồi. Hello, ở đây có một con multi gì đó. Mà nếu mà ta muốn đi qua đấy thì cũng hơi xa, thật sự hơi xa. Ở đây này có, ui, có cả multi có con chó này. Hình đầu, hình đầu con chó này anh em. Ở chỗ vào đây được không? Làm sao vào đây được? Ồ, đây còn lắm multi thế nhở? Làm sao có thể đánh được đây? Ở trên này sẽ khó này. Ok man, ở đây đã dám lắm multi thế nhờ. Bây giờ muốn đi qua là phải đánh nhau. Đánh nhau không? Đánh nhau đi. Nào, let's go vào đây. Wow, cái con này dị ra. Con gì mà nhìn trông mặt dị thật. Multi đầu to à? Ok, đây là đầu to này, có 3 con. Nó là exotic level 5 thôi. Chẳng phải xoắn. Mình sẽ dùng chiều... chiều này hết rồi. Chết tiệt. Mình có một chiếc Outburst rồi. Khá là khỏe ta. Exotic. Exotic của nó là hệ đá nha. Mình không có hệ, còn multi của mình là hệ như kiểu siêu nhân đi. Sau khi bị defend grill, chúng ta tăng cái thủ lên à. Ăn phát tát nữa này. Thích đánh không? Ôi, công mình bị giảm đúng không? Critical hit. Và vấn đề là nó vẫn chỉ đánh được. Nó thành miss á? Tại sao nhờ? Lý do tại sao là mình đánh miss ta? Oh man. Rồi ok, đánh con này đi. Mình đang muốn về nhà đây. Mình có nên tiếp tục continue đi. Cái switch sang con gì không? Switch sang con đá này. Nó còn nhiều máu. Ok. Ôi. Chết tiệt. Thật sự chết tiệt rồi. Chúng ta sẽ dùng cái item mình đang có đến tận. Có hai cái lọ S-Room, Serum rồi. Cho cái đầy máu đã. Rồi mình làm gì làm. Cái độ chính xác bị giảm xuống. Con này thì chúng ta sẽ để như kiểu là vật đấy thôi. Đỡ đòn thôi. Con chính của chúng ta đây. Multi lên. Ở tay Smith rồi. Ok, ở trời mình gần hết chiêu cơ. Chết tiệt. Biết đánh thế nào đây? Mình cần phải vừa hồi máu và vừa hồi chiêu. Độ chính xác giảm. Thế nhở? Mình không được tăng cái gì cả. Chính xác giảm này vẫn ăn phát vào mặt. Oh man. Không sao, mình còn 3 phát nữa thôi. Oh, tank miss. Tại vì là độ chính xác bị giảm xuống khá là nghiêm trọng. Đấy rồi, chạy đi đâu cho thoát. Chạy đi đâu hỏi em. Chúng ta tiếp tục continue. Và mình sẽ hồi cái thêm 50% AP. Ristone Multi 5% HP này. Mình dùng cái gì đây? Chắc cái là Blue Newtonic Rock vậy thôi. Để nó hồi lại cái skill đã. Bơm vào người. Ý. Búp vào người. Sự calm. Chẳng vấn đề gì. Con này thì có hệ kéo thôi mà. Hồi 50%. Siêu thấm luôn. 8 máu đấy. Coi đánh cả ngày mình không chết được. Một trận chiến căng thẳng đây. Một trận chiến căng thẳng nổ ra đây. Mình chỉ muốn vào kia mình lấy đồ thôi. Mình cần bắt thêm một số con epic nữa anh em ạ. Đội hình mình cho nó dày lên thì đánh cho nó đỡ tốn máu. Đấy, được một cái serum. Coi như là hòa nha. Coi như chúng ta hòa. Wow, đây có cái bảng này. Chip à? Cycle boss. Cái này để chế độ. Chết rồi. Bây giờ muốn vào đây lấy đồ thì mình muốn về hồi máu. Mình muốn bắt thêm một con multi quá. Vấn đề là vãi trưởng ở trên đông, ở trên có một con multi đẹp kìa.
chị trông rất đẹp nhá. Đây 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 đây. Chạy 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 rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, đang chạy rồi. Ô, chết toi tôi rồi. Cái con kia nó dẫn mình vào đâu đây? Gaggy gap. Chết 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 rồi. Vãi cả trưởng anh em ơi. Không vấn đề gì. Hồi máu sao bắt bằng được con kia. Hồi máu lên. Mình cân nó luôn. Búp vào. Đấy. Chẳng vấn đề gì đối với mình cả. Level 5 hệ đá và nó chỉ là C thôi. Gần chết luôn kìa, tí thì crit chết. Đúng là đậu xanh mà. Còn một tí máu thôi kìa. Rồi mình sẽ đổi cho con này. Đá đánh nhau với đá. Survival. Ui thấm thế. Slam, ném đá nào. Chết một bé. Còn tiếp theo. Con chó này, thấy chưa? Con chó anh em ơi. Multi. Người chó, người hóa chó. Đây chó cảnh không phải là chó sói nha. Rabbit, rabbit. Thỏ à? Vãi thật. Mình cứ nhìn nhầm từ con chó đi ra con thỏ. Rabbit Multi. Một hit nữa. Chẳng vấn đề gì. Chẳng vấn đề gì với mình cả. Albus. Đánh căng như dây đàn luôn. Ok. Rabbit đã bị hạ rồi. Wow, cái con gì đây? Chúng ta sẽ squid để có thể là hồi máu cho con kia trước. Mẹ ơi, con gì đây? Exotic level 6 thôi, không sao. Cho hồi máu con kia sử dụng cái serum. Mình còn cái serum một chút. Đấy, exotic. Đó. Áo. Không vấn đề gì, cho hồi máu cho multi chính rồi. Exotic. Đánh nhau với exotic. Ở tay Smith nhá. Máy xịt thị. Ơ tại sao lại anh hai phát nhở? Này thì xịt này, con này khỏe quá nhở. Thật sự là hơi. Cho rất là nhiều loại multi khác nhau nha anh em. Cố gắng bắt tất cả con nào. Một hit nữa, ôi con, ôi cái trời này yếu quá. Đấy khỏe thế nhỉ. Làm sao đây, chết. Critical hay lắm. 69. Được thêm một cái quả bóng để hồi máu thì phải. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu hả em? Epic kìa. Trời ơi cái kéo tuyệt vời. Nó là epic. Cẩn thận nó đấm chết mình nha. Mình sẽ cần phải ăn máu trước. Ăn máu trước đi ạ. Hồi 50% HP cho Multi. Chết tiệt. Tại sao không ăn được? Chết rồi, chết rồi. Hết máu rồi nha. Bây giờ đánh kiểu gì đây? Nó rất là khỏe. Nó gì đây? Speed grill. Tăng tốc độ lên. Có thể đánh được hai phát. Nó né đòn kìa. Oh man, chết rồi. Ok, bây giờ làm thế nào đây? Thật sự là khó ở đây. Không dùng được, cái item này không dùng được cho cái con này. Thế nó mới cay chứ nhỉ. Biết làm thế nào? Switch à. Sử dụng con đá đi. Nó là con kéo đúng không? Chắc là đan nó sẽ yếu. Oh man, hay. Đây rồi, slam. Ném đá. Chết tiệt. Trời, mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi. Ok, ok. Chết tiệt hết rồi. Hết chiêu rồi, bây giờ làm nào đây? Run à? Chẳng lẽ run ta? Đúng lúc hết chiêu. Thế mình buồn cười chứ bây giờ làm nào đây nhỉ? Switch. Không, 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 không. Mình sẽ... Cry, giảm thủ xuống nhờ. Multi, không được rồi. Chết tiệt. Không bắt được con này là mình hơi bị mệt đây. Thôi dùng item đi. Để xem nào. Nó có bị bắt không nhờ. Cấp cao này không biết bị bắt không.
Đây rồi, bắt được rồi ạ. Ôi dồi ôi, có một nửa máu vẫn bắt được. Ok. Bắt được một con. Cái gì đây? Plumbus. Epic, đẹp vãi trưởng luôn. Ok, lần này bây giờ chết cũng được à? Vì không quan tâm rồi. Để ta chết thì cũng được. Sợ vãi. Thề với anh em luôn là siêu siêu đáng sợ luôn. Wow. Lấy hiệp đồ cái nhờ. Wow. Đánh cây nó càng khó lên nhờ. Không hề dễ dàng như trước nữa. Bên này thì có mấy con multi khá là dị dạng. Nhưng sao mình được một epic kéo rồi. Tốt, bây giờ đi tìm thêm một con đá nữa. Mình có epic kéo rồi. Mình có epic kéo rồi anh em ạ. Là vãi trưởng. Mình có epic kéo rồi mà. Đùa. Cái con Satama là epic kéo đây. Đây mình có cái item này. Serum này. Con này thì sao ta? Con này nhìn mặt có vẻ là rất chi là hình sự ta. Chặn đầu nó luôn. Exotic lại Big Morty này. Mình không bắt con này đâu. Thôi mình chắc là mình để đánh chết mình về thôi. Chắc chắn sẽ để đánh chết rồi mình về đấy. Mình có ăn epic epic giấy à. Mình chưa có epic kéo à, cũng hay. Rồi chúng ta sẽ được hồi sinh ngay bây giờ đây. Mình vẫn còn một con đây. Vãi trưởng. Kéo gặp sẽ đấu nhau với kéo đây. Thích nhánh nhau không em? Drabuff là cái chiêu gì đây? Khá là thấm đó. Có vẻ như sử dụng cut critical. Chiêu nào ít đòn ấy thì nó sẽ khỏe. Chiêu này khỏe hơn này. Nếu thích chết giết con này thì ta sẽ giết luôn. Con này bắt thêm không nhỉ? Hay để tiết kiệm cái chip ta. Trong nghĩ sẽ tiết kiệm chip đi. Những con loài nào đẹp đẹp hơn một chút. Con này mình cũng không thích lắm. Con này như kiểu là ông bố ấy. Moti phiên bản là ông bố ấy. Chả khác gì cả. Wow, lên cấp 8 này. Rồi, hay. Alright. Hay, một cục pin nữa kìa. Thật sự là tuyệt. Ấy, trời ơi, đánh nhau rồi. Không sao, đằng nào thì mình cũng muốn về thôi. Mình không muốn ở lại đây nữa. Bạch tuộc à. Ông già, ông Moti. Moti ở tờ giấy à. Dùng cái cắt này. Kéo rất là tốt luôn. Khỏe nhờ. Búp cái gì đấy, nó hồi cái gì đấy. Defend Grill. Dùng tăng thủ à. Mình không quan tâm lắm, dùng cái chiêu đầu tiên luôn. Hay. Con này thì thề luôn là khó đánh rồi. Kéo là không ăn thua rồi, không nên dùng kéo làm gì cả. Exotic, một con nó đánh cũng yếu mà. Mình level 8 cơ, có khi giết cả con này rồi. Biết đâu bất ngờ thì sao. Nó chắc không giết được đâu. Giết được nốt con này. Thêm một ít kinh nghiệm nữa. Nhè. Alright. Còn tiếp theo. Nếu mà ta có cái serum thì mình có thể giết được. Thắng được con này được. Đây. Tại vì nó kéo. Đánh nốt đúng không. Kiếm thêm tiền cái C. Đeo bảng hiệu này. Multi đeo bảng hiệu này. Pathetic. Kéo mình còn tận 4 lần cơ. Xì đó. Chết tiệt. Nhưng mà đánh yếu mà. Đánh có 3 máu thôi. Đây. Tiếp tục dùng kéo nha. Rất là thấm luôn. Sắp chết rồi. Các sắp chết rồi. 11 trên 33 máu này. Chết ngay. Làm sao mà có thể là đỡ được. Wow. Đấy. Thêm được một cái tăng máu này. Mình muốn chết mà nó không cho mình chết ta. Thề luôn là nó không cho mình chết. Nó không cho tôi chết. Vấn đề là mình muốn tìm một cái con gì đó nữa. Con Moti khác. Ở đây không có nhỉ. Để tìm xem bắt được cái giống loài Moti khác mạnh mẽ hơn không. Chúng ta chưa có đá đâu. Chúng ta chưa có con đá. Con đá xịn đâu. Toàn con mình hiện tại mình có con đá cùi bắp. Ở đây. Thôi đi xuống đây. Bắt buộc đi xuống đây rồi. Để tự sát thôi. Bây giờ không hồi máu nữa. Nó thật 3 con không đánh được. Exotic. Mình cũng hết skill rồi. Con này khá là khỏe ta. Nhờ.
đánh rất thấm luôn. Ui. Có khi là lên được một số cấp đây. Hết chiêu rồi. Chú hết chiêu rồi. Chúng ta cũng hết chiêu rồi. Đấy. Ý nhất giết được một thằng này đúng không? Ý nhất giết được một thằng này. Exotic yếu hơn Epic. Epic khỏe hơn. Sao vàng giết sẽ khỏe hơn rồi. Oh man. Cái này thì chịu rồi. Con này có hệ đá và nó cũng là Epic. Level nó thấp hơn level mình. Okay. Chúng ta bắt buộc phải về nhà thôi. Bây giờ chúng ta đã được về nhà ở đây. Đã thoát khỏi được cái chỗ quái quỷ này. Thật sự là đáng sợ. Người chim, ta sẽ gặp người chim ngay bây giờ. Biết ngay mà. Nhân vật người chim. Healing Center. Rồi, chúng ta phải đến cái Healing Center rồi anh em. À, hôm nay thu hoạch được khá là tốt ta. Đấy, mình sẽ dắt theo 4 con Mochi nha. Rồng rắn lên mây. Cả một đoàn quân. Có 2 con xịn trong này. 2 con xịn. Với con của mình tạm ổn. Tại vì nó không bị khắc hệ thôi. Chứ nó cũng yếu. Hôm nọ mình có gửi tiền đúng không? Hôm kia thì mình có gửi tiền. Hôm chủ nhật mình có gửi tiền. Nên em sẽ lấy lại tiền thôi. Dĩ nhiên rồi. Wow. Lắm tiền quá. Sướng vãi. Collect. Đã xong. Tiếp tục là gửi thêm tiền. Chắc chắn rồi phải gửi thêm tiền rồi. Rồi ok. Gửi thêm tiền ở đây. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Pocket Mochi. Bye bye.